Hello mọi người nha. Hiện nay Tiến đang đi vào gara để mà xử lý cái vết nứt của cái cong nha mọi người ha. Do cái cong này Tiến lấy ban đêm lại lủng nữa. Đây nè mọi người. Thì bên kho đã phát hiện ra và Tiến mà phải kéo đi đi xử lý, và mình sẽ mài cái lớp mối hàng cũ này ra nha mọi người ha. Và mình hàng mới mới lại. Và Tiến sẽ lấy sơn đỏ, Tiến sẽ sơn một cái miếng đây cho đẹp, và phía trong màu trắng nữa. Ai Tiến mua 2 chai sơn, 3 chai hết 90.000 mọi người. Mình em thấy không? Lấy công rất là khó khăn. Đây 3 chai. Sáng giờ Tiến chạy 2 tour nha mọi người. Giờ Tiến mở cửa công và Tiến lên sơn những cái vết rỉ sét nữa cho nó chắc chắn. Mỗi lần đi xử lý cái công rất là cực. Nào tốn tiền dầu nè mọi người. Cái chỗ mà vết sét nè, Tiến bữa Tiến xịt sơ thôi, nhưng mà do Tiến không đủ sơn nha mọi người ha. Giờ kho bắt rồi xịt hết, xịt nha mấy cái đốm này nè, chỗ này sét nè, Tiến sẽ xịt hết mấy chỗ này nữa. Thì cái loại sơn của Tiến là mua hiệu A200 nha mọi người ha, 30.000 một chai. Đây Tiến xịt cái màu bạc lên thì mấy anh em thấy rất là xấu nha, nên Tiến phải dùng cái màu sơn trắng trong này mới được. Tiến sẽ xuống quay xem thợ nó hàng nha mọi người. Thì mình hàng cho láng là mình sẽ hàng lại nha mọi người, mài những vết hàng mài ra. Tiến sẽ tranh thủ Tiến lên thiết sơn này mà sơn những cái vách để mà tranh thủ mà để mình đi tiếp tục mình quay đầu để mình chạy chuyến nha mọi người. Chạy công này thì mình chạy ăn chuyến, thì nói chung mình cố gắng mình quay đầu nhanh nhất có thể để mà mình được có tiền nha mọi người. Thấy cái hàng đóng rất là khó nha mọi người. Những chỗ mà đen đen xé xé thì phải xịt hết. Thì mấy anh em lấy cong thì những cái cong nào cũ quá mình không lấy nha mọi người ha. Mấy vách đen rồi xịt rất là tốn tiền. Thì một cái chai sơn này 30.000 mà xịt không được bao nhiêu nha mọi người ha. Xịt đốm nó không có được bao nhiêu tiền á, nên rất là cực. Nên mình nhắm được cái mình mua sơn mình xử lý với cái tiền mà mình đi chạy chiến của mình á. Có 300-400 ngàn mà mình mua tầm cái cong của mình mà xử lý khoảng tầm 2 chai sơn là mình thấy mình lỗ liền. Cái chiến đó mình chỉ chạy chơi thôi. Như cái chiến này của Tiến nè, Tiến mua hết 3 chai sơn hết 100.000. Rồi cộng thêm cái mình hàng chỗ này nữa. Thì anh thợ hàng này cũng rất là dễ thương nha mấy anh em, nhờ mấy anh rất là chịu. Đây thì rất có thể là Tiến sẽ gửi cho anh thợ ít cà phê để mà cảm ơn ảnh xử lý công giùm Tiến nha mọi người. Anh thợ hàng rất là đẹp nha mấy anh em, rất là tỉ mỉ. Anh Đạt anh đang kiểm tra nha mọi người, coi có. Ok không anh? Thôi hiếu hoài vậy được anh.
Thì anh Đạt sẽ lên dũa nha mọi người, dũa cho nó bằng lại để mà xịt sơn. Đi xe lăn chạy sơn cho anh Đạt. Tiếp tục anh Thợ anh sẽ mài cho láng nha mọi người, để mà tiến xịt sơn vào. Yến sẽ lên lấy sơn. Cũng gửi ảnh tiền cà phê nha mọi người, cảm ơn ảnh. Kiểm tra những cái chỗ nào mà cần sơn sẽ sơn lại cho trắng luôn nha ha. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Sẽ xịt cho nó một nguyên một miếng hình vuông cho nó đẹp luôn ha. Rồi xịt đốm 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 cái là xấu. Chỗ nó mỏng lên. Cái gì? Lấy tay ghế đi, nhẹ tay. Nhẹ nhẹ lấy tay đi. Đạt sẽ cúp lơ. Tay đi, tay nhé đi. Tay cúp nhiều đi. Tay cúp nhiều vô, tay. Cúp, cúp nhiều vô, tay. Cúp nữa đi, cúp, tay, tay. Lấy tay á. Tay cúp vô. Ôi, woo. Ôi. Ôi. Ơi. Anh Đạt anh bấm kiến không nghe mà. Xém tí nữa là chơi vô cái đầu xe của ta. Ôi! Ôi! Woo! Rất là căng nha mọi người. Lấy động ra. Giờ Tiến sẽ tiếp tục vô kho để mà cho bên anh chủ lý kho kiểm tra nha. Tiến vừa gửi những cái những lúc quá trình sửa chữa chụp hình ảnh về lúc mà sơn ấy mà hoàn thiện để mà gửi cho bên kho rồi. Giờ sẽ chạy vô kho cho anh Thái kiểm tra.